block set. Còn này sau khi các bạn tham gia iRub các bạn sẽ nhận được đăng ký và 50 token KC, các bạn sẽ nhận 50 token nữa là 100 token các bạn, có ký hiệu là STBT. Con này sẽ list lên sàn Bina nha các bạn. Mà các bạn biết rồi, cái token này list lên sàn Bina là giá của nó rất là cao nha các bạn. Có thể là gơ là $1 cho một token luôn không chừng. Rồi đầu tiên các bạn để tham gia chương trình iRub các bạn bấm vào ba dấu gạch nè. Các bạn bấm vào sign up nha các bạn. Các bạn đăng ký một cái tài khoản email, password, sinh nhật mật khẩu rồi bấm vào verify sign up và dùng có tài khoản ngầm login nha các bạn. Rồi login là rất là dễ luôn. UZ7. Dạo gần đây nó thông báo kèo này khá là hot. Rồi các bạn login thôi này rất là dễ luôn. Rồi vào đây các bạn KC nha các bạn, có một KC các bạn bấm vào KC, em có để cái phần link một cái video cho các bạn hướng dẫn các bạn KC nha các bạn. Vì mình đã KC thành công các bạn. Rồi các bạn vào đây nè. Vào một invite nè, các bạn copy cái đường link này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi một lần đăng ký dưới đường link bạn, bạn sẽ nhận được 50 token có ký hiệu là STBT. Người đó mà KC thành công các bạn nhận 50 token STBT, mà cần là KC rất là dễ luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn có ai rồi các bạn bấm vào win nè. Các bạn muốn rút các bạn bấm vào win nha các bạn. Lộn rồi các bạn. Me Alexander Balancing các bạn. Rồi các bạn bấm vào một buy nè, một withdraw nè. Mình đã nhận được 400 token có ký hiệu là STBT các bạn. Rồi các bạn áp cái địa chỉ ERC 20 của mình vào các bạn, rồi các bạn bấm số min rút của tôi nó là 500. Nhưng bạn nào không đủ thì các bạn nạp deposit vào các bạn. Nếu nó list sàn Mina các bạn deposit vào, ví dụ như mình có 200 mình nạp cho 300 nên rút ra 500 các bạn. Nếu mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn bán cái đồng này trên một cái sàn Mina sau các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Mà các bạn biết rồi đó, token này list lên sàn Mina là khá là cao luôn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.